Có phải các bạn đã nghe nhiều về từ eSIM nhưng mà vẫn chưa thật sự hiểu được eSIM có nghĩa là gì đúng không? Vậy thì trong video này hãy cùng Digital tìm hiểu xem eSIM thật sự là gì, lợi ích của nó cũng như là vì sao mà nó càng ngày càng trở nên phổ biến hơn nha. Và mình là Linh, mình sẽ đồng hành cùng các bạn để giải đáp những thắc mắc trên. eSIM hay còn gọi là SIM điện tử và nó là một bộ phận được tích hợp sẵn trong điện thoại và có kích thước rất là nhỏ. Tuy có kích thước nhỏ nhưng mà nó vẫn có đầy đủ những cái chức năng như một chiếc SIM vật lý bình thường luôn. Và vì được tích hợp sẵn trong điện thoại nên là nó sẽ không cần thay dọc SIM và cũng là một bộ phận cố định tất yếu của cái điện thoại đó luôn. Hiểu nôm na, eSIM là cái thứ không cần lắp vào tháo ra rườm rà phiền phức. Vậy thì muốn kích hoạt SIM chúng ta làm cách nào? Thì khi mà chúng ta mua một cái SIM bình thường nha, nhà mạng sẽ cung cấp cho các bạn một cái mã QR, chúng ta chỉ cần quét mã và làm theo các bước hướng dẫn để kích hoạt được eSIM thôi. Thì và cũng như là khi mà muốn chuyển số ở nhà mạng thì cũng chỉ cần thông qua một cái phần mềm hỗ trợ mà thôi. Lợi ích rõ nhất là không cần phải rườm ra tháo lắp SIM ra vào nè. Qua đó thì không cần khe SIM để hạn chế tối đa việc nước hay là bụi bẩn lọt vào bên trong thiết bị. Và nếu bạn thường xuyên di chuyển ra nước ngoài thì việc sử dụng eSIM cực kỳ tiện lợi. Bạn có thể tích hợp thêm gói cước mạng của quốc gia đó trên eSIM mà không cần phải bỏ SIM đang sử dụng ra. Và một số thiết bị có thể dùng eSIM trong việc định vị như là xe máy hay là ô tô. Có một số lưu ý nhỏ, đó là eSIM chỉ mới đang dần trở nên phổ biến thôi, nên là các dòng iPhone như là 10R, 10S hay là 10S Max trở lên mới có tích hợp eSIM thôi nha. Và tại Việt Nam thì có 3 nhà mạng đang cung cấp hỗ trợ eSIM theo tiêu chuẩn của Apple, đó là Mobifone, Vinaphone và Viettel. Và mình thấy eSIM thì đang càng ngày càng trở nên phổ biến nhiều hơn khi mà những cái mẫu điện thoại mới ra bây giờ đều có tích hợp và hướng đến nó rất là nhiều. Và cũng có thể thấy trong tương lai công nghệ này sẽ và đang phát triển rất là mạnh mẽ, nên là nếu các bạn có sử dụng những cái thiết bị có tích hợp eSIM thì hãy kích hoạt và trải nghiệm ngay nha. Và đừng quên tham khảo những mẫu điện thoại mới nhất trên trang web Di Động Việt với mức giá phải chăng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.